Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, Quảng Ninh đang từng bước trở thành một trung tâm kinh tế biển trên cơ sở phát triển du lịch, dịch vụ kết nối khu vực và quốc tế. Từ nguồn lực xã hội hóa, Quảng Ninh đã huy động được nguồn vốn rất lớn để đầu tư phát triển dịch vụ cảng như cảng khách quốc tế Hòn Gai, cảng khách quốc tế Tuần Châu, bến cảng cao cấp quốc tế Ao Tiên. Mới đây, tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 3 triệu đến Quảng Ninh trong năm 2024 trên tàu biển du lịch quốc tế Viking Orion theo hành trình dọc châu Á. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, trong mùa du lịch tàu biển năm 2024 đến năm 2025 bắt đầu từ tháng 10, tỉnh dự kiến đón khoảng 60 chuyến tàu biển, đưa trên 100.000 lượt khách quốc tế đến Hạ Long. Trong những tháng cuối năm 2024, dự kiến có 14 chuyến tàu cập bến của các hãng Costa Serena, Viking Orion, Seven Sea Explorer, Celebrity Solstice, Lella Pauzer, Mảnh Ship 6. Mới nhất, hồi giữa tháng 10 năm 2024, du thuyền 5 sao Costa Serena đã cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đưa 3.040 khách du lịch từ Hong Kong, Trung Quốc đến Hạ Long. Ngày 31 tháng 10 năm 2024, siêu du thuyền Costa Serena tiếp tục cập cảng Hạ Long lần thứ 3 chỉ trong vòng 2 tháng, mang theo hơn 2.000 hành khách quốc tế và gần 1.000 thuyền viên. Để gia tăng lượng khách Trung Quốc đến, từ cuối tháng 8 năm 2024, các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển du lịch. Theo thỏa thuận hợp tác, các bên đã nhất trí đẩy nhanh phát triển các tuyến du thuyền giữa Quảng Tây, Trung Quốc và Việt Nam thông qua việc khai trương tuyến du thuyền Bắc Hải Hạ Long giữa hai cảng du thuyền ở hai địa phương. Đồng thời, hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy du lịch tàu biển giữa Quảng Tây, Trung Quốc và Việt Nam, mở rộng nội dung và phạm vi dịch vụ, du lịch cộng, tăng cường hợp tác với các đơn vị lữ hành, khách sạn, danh lam thắng cảnh để hoàn thiện chuỗi du lịch. Hiện, tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực thúc đẩy kết nối tuyến du lịch tàu biển giữa Bắc Hải, Trung Quốc với Hạ Long, Quảng Ninh. Trước đó, ngành du lịch địa phương đã nỗ lực mở lại một số tuyến du lịch tàu biển từ Quảng Châu, Trung Quốc sang Hạ Long, tuyến du lịch tàu biển từ Hong Kong, Trung Quốc sang Hạ Long. Bên cạnh đó, nhằm gia tăng những trải nghiệm trên vịnh Hạ Long, thu hút nhiều hơn du khách đến với Quảng Ninh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định kéo dài thêm thời gian tham quan trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Cụ thể, một trong những điểm mới đó là du khách có nhiều lựa chọn các khung giờ tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long hơn, bởi tàu được xuất bến sớm hơn và trở về cảng muộn hơn so với hiện nay. Đặc biệt, từ 13 tháng 1 đến 19 tháng 1 năm 2025, lễ hội nghệ thuật Vì Khí Hậu sẽ diễn ra tại Hạ Long với sự tham gia của hơn 80.000 người, trong đó hơn 200 tỷ phú từ châu Âu và châu Á sẽ góp mặt, tạo nên một dấu ấn đáng chú ý. Việc lựa chọn vịnh Hạ Long làm địa điểm tổ chức lễ hội thể hiện sự đánh giá cao của quốc tế đối với di sản thiên nhiên của Việt Nam. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn và ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Có thể thấy, Quảng Ninh đang trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế, là trung tâm công nghiệp văn hóa với những khu nghỉ dưỡng cao cấp, có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, có sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, thương hiệu mạnh và sức hấp dẫn toàn cầu. Để thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch đường biển nói riêng và quốc tế nói chung, ngành du lịch tỉnh không ngừng giới thiệu các sản phẩm mới song song với nâng cao chất lượng dịch vụ. Ngày 1 tháng 11 tới, Vietcham Show Việt Nam Gấm Hoa, show âm nhạc kết hợp thời trang mang đậm bản sắc văn hóa Việt sẽ được trình làng tới khán giả, góp thêm một sản phẩm văn hóa, du lịch mới cho thành phố Hạ Long. Vietcham Show gồm các tiết mục sắc Việt, cô đôi thượng ngàn, mùa ban nở, trang ngựa bình và vó ngựa phương Nam, với sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và thời trang, đưa khán giả khám phá suốt chiều dài lãnh thổ đất nước Việt Nam qua những làn điệu dân ca, dân vũ, những màn trình diễn trang phục truyền thống. Chương trình sẽ được biểu diễn mỗi tối tại sân khấu Vietcham, khu du lịch Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, phục vụ du khách. Đón đầu mùa du lịch thu đông năm nay, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh cũng đã triển khai nhiều hoạt động, sản phẩm du lịch và chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn du khách. Năm nay, chương trình Mùa Thu Vàng Uông Bí được tổ chức gắn với sự kiện công bố, ra mắt bộ nhận diện thương hiệu du lịch thành phố Uông Bí và giải chạy Into Heritage 2024 chạm vào vùng di sản, dự kiến diễn ra từ ngày 8 tháng 12 năm 2024, ở các cự ly 5 km,
10 km và 21 km. Tại khu di tích Yên Tử, những sản phẩm trải nghiệm văn hóa, du lịch mai, tham quan, nghỉ dưỡng, ẩm thực được đầu tư công phu với chất lượng dịch vụ cao cấp. Hướng tới một điểm đến 4 mùa, công ty có nhiều gói sản phẩm theo mùa, đa dạng dịch vụ theo nhu cầu của du khách như hành hương theo dấu chân Phật Hoàng, tri ân và ước nguyện, mùa thu nơi tiên cảnh, thu sang an nhiên, chăm sóc sức khỏe bằng dược liệu ầm tuệ tính. Trong mùa thu đông, thành phố cũng có nhiều điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút được đông đảo du khách như đỉnh Phượng Hoàng, đỉnh Bình Hương, Lượng Xanh, Hồ Yên Trung. Cùng với du lịch sinh thái, thành phố quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa địa phương. Tại xã Thượng Yên Công, nơi có 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, gần 60% dân số là người Dao Thanh Y, thành phố đã khai trương nhà trưng bày không gian văn hóa đồng bào dân tộc Dao Thanh Y và mô hình du lịch cộng đồng Dao Thanh Y. Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2025 đón 18 đến 20 triệu lượt khách, trong đó có ít nhất 4,5 đến 5 triệu lượt khách quốc tế. Đến năm 2030, phấn đấu đón 25,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 8,7 triệu lượt khách quốc tế, chiếm 34%. Du lịch Quảng Ninh ngày càng phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và bền vững, khẳng định vai trò trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế, trọng điểm du lịch hàng đầu của quốc gia, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định. Quảng Ninh đang trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế, thu hút lượng lớn khách du lịch quốc tế. Năm 2024, Quảng Ninh đã đón 3 triệu lượt khách quốc tế và dự kiến đón khoảng 60 chuyến tàu biển, đưa trên 100.000 lượt khách quốc tế đến Hạ Long trong mùa du lịch năm 2024 đến năm 2025. Quảng Ninh đang thúc đẩy kết nối tuyến du lịch tàu biển với các quốc gia lân cận như Trung Quốc, đồng thời đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Quảng Ninh đặt mục tiêu năm 2025 đón 18 đến 20 triệu lượt khách, trong đó có ít nhất 4,5 đến 5 triệu lượt khách quốc tế, khẳng định vai trò trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế, trọng điểm du lịch hàng đầu của quốc gia.